Thức viện, Nga cắt giảm nhân viên an ninh tại Bảo tàng Hermitage, tin từ St. Petersburg. Lực lượng an ninh tại Bảo tàng Hermitage nổi tiếng ở thành phố St. Petersburg của Nga có thể bị cắt giảm trong thời gian tới. Theo chính sách cắt giảm ngân sách vừa được công bố bởi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga, Viện Bảo tàng Hermitage, nơi lưu giữ hơn 1 triệu tác phẩm nghệ thuật và hơn 750.000 đồ tạo tác khảo cổ học, có thể sẽ không được cảnh sát bảo vệ từ ngày 1 tháng 11 tới. Ông Mikhail. Piotrowski, giám đốc viện bảo tàng lo lắng những hành động phá hoại sẽ làm hỏng những tác phẩm được trưng bày tại đây. Mối lo của ông không phải không có cơ sở khi vào ngày 14 tháng 8 vừa qua, tại mặt tư khoa, máy quay an ninh đã ghi lại cảnh bốn người đã phá hoại một tác phẩm của Vadim Sidor trong một cuộc triển lãm ngay bên ngoài điện Cẩm Linh. Giám đốc an ninh Hermitage Alexander Kovkevnov đề xuất ý kiến sẽ thuê công ty an ninh tư nhân để bảo vệ viện bảo tàng khi không được cảnh sát bảo vệ. Thế nhưng, phía bảo tàng lo lắng là họ sẽ không có đủ khả năng để thuê các công ty an ninh tư nhân tốt. Điều này có thể làm cho các viện bảo tàng ngoại quốc quyết định không cho họ mượn các tác phẩm nghệ thuật của họ bởi mối đe dọa bất ổn an ninh có thể xảy ra.